Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Veloz thời điểm tháng 10 năm 2024. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản Veloz tiêu chuẩn có màu đỏ. Và đầu tiên em sẽ đi xung quanh xe một vòng và báo giá cho anh chị hai phiên bản để hiện tại để anh chị nắm được. Đối với phiên bản tiêu chuẩn, trước mắt chúng ta đây có giá niêm yết là 638 triệu. Hiện tại thì bên em đang giảm cực sâu là 43 triệu tiền mặt. Và hiện tại kết hợp với cả chính sách giảm thuế 50% trước bạ từ nhà nước nữa, tính ra lăn bánh cho anh chị số tiền còn dưới cả giá niêm yết chỉ có 633 triệu lăn bánh. Phiên bản thứ hai, phiên bản cao cấp Veloz Top thì có giá niêm yết là 660 triệu. Hiện tại thì bên em đang giảm là 43 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh cho anh chị số tiền chỉ là 656 triệu là lăn bánh. Còn nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị đem số tiền khoảng 160 triệu là mang xe về rồi. Vừa rồi thì em đã báo giá cho anh chị về chiếc xe này thời điểm hiện tại. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh chị chi tiết hơn về hai chiếc xe này. Đầu tiên thì hai phiên bản hiện tại đang chênh nhau với số tiền khoảng hơn 20 triệu. Thì anh chị sẽ nhận về được gì với số tiền 20 triệu đấy? Thì trước mắt chúng ta đây phiên bản tiêu chuẩn, hai xe thì sẽ có động cơ khung gầm hộp số, kích thước cảm giác lái thì hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên thì phiên bản tiêu chuẩn sẽ có ít option hơn so với phiên bản cao cấp. Đầu tiên điểm đến ở phần đầu xe thì sẽ không có camera 60 này. Và ở phần thân xe thì la răng của phiên bản tiêu chuẩn này sẽ nhỏ hơn 1 inch so với phiên bản cao cấp. Và cùng với chi tiết camera 60 thì hai bên gương cũng sẽ không có cái mắt cam của phía trong cao hệ thống camera 60, và cái phần đuôi xe cũng vậy. Còn ngoài ra thì ở phần nội thất hai chiếc xe đều hoàn toàn giống nhau, đều có phanh tay điện tử, đều có sạc không dây này, chế độ ghế sofa, điều hòa tự động. Đó là những cái trang thiết bị như nhau. Ở trong phần màn hình thì kích thước như nhau, tuy nhiên là sẽ hơi khác nhau một chút, bởi vì cái tích hợp camera 60 trên phiên bản cao cấp thì sẽ có cái tính năng khác. Còn Apple CarPlay và Android Auto sẽ hoàn toàn giống nhau. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu sơ bộ cho anh chị về hai phiên bản để anh chị dễ dàng lựa chọn hơn. Thì anh chị cần em tư vấn thêm về các thông tin khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.